thì nó đấy. Đến khi em bảo là còn gần một tháng nữa thì cả nhớ. Vâng, anh chị đến cho vui. Thế ạ, bao nhiêu lâu nữa? Còn là hai mấy ngày nữa, hôm 2 tháng 12 ạ. Lừa bãi nó mới cưới. Bãi là cái thằng bao nhiêu đấy, xin là bao nhiêu cưới? Nó bán nhầm ạ. Cô bé làm gì ạ? Sướng quá, đầy tiền à, anh Nghiệp mà không đi thì có mà phạt nặng. Hy vọng là thế.